Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, người vào hội đường ngày Sa-bát và đứng dậy đọc sách thánh. Người ta trao cho người cuốn sách tiên tri Isaiah. Người mở ra và gặp chỗ có chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ rằng: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai các ngươi vừa nghe. Và ai nấy đều công nhận lời người, và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thế Chúa. Xin cộng đoàn vững đứng. Đức Tổng Giám Mục sẽ ban phép lành từ sách Tin Mừng cho cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ngồi. Anh chị em thân mến, chúng con thân mến, hôm nay chúng con sẽ lãnh nhận bí tích thêm sức. Nhờ bí tích thêm sức thì chúng con sẽ nhận được điều gì? Nhận được? Được Chúa, Chúa Thánh Thần. Đã. Nhờ bí tích thêm sức, anh chị em đã rồi. Rồi bây giờ tới các em thiếu nhi đây, những người lớn đây, sẽ nhận được Chúa Thánh Thần. Mà chúng con nhận được Chúa Thánh Thần để làm gì? Đấy, mình phải biết chứ, hôm nay mình thêm sức nhá, rồi lát nữa được chụp hình nhá, rồi về nhà lát nữa mẹ dọn cỗ cho nhá, có tiệc nhỏ nhỏ gia đình nhá. Nhưng mà mình nhận Chúa Thánh Thần để làm cái gì? Quý ông bà anh chị em, người lớn cũng phải ôn lại tí, mình có Chúa Thánh Thần rồi đấy. Chúa Thánh Thần làm gì trong cuộc đời của mỗi người chúng ta? Hôm nay chúng ta dừng lại để suy gẫm cái điều này. Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống cho chúng ta. Trong Kinh Tin Kính chúng con đọc làm sao? Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Đấy. Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống cho chúng ta. Ban sự sống cho con người thiêng liêng, cho cái đời sống Kitô hữu của chúng ta này. Đó. Về cái sự sống thể xác chúng ta cũng thấy rất là rõ. Đó. Cái sự sống nó có nhiều cái cấp độ lắm. Ví dụ như một em bé mới sinh ra thì chúng ta bảo em đó đang sống, phải không? Rồi một ông cụ bà cụ lớn tuổi rồi nằm trên giường bệnh thì chúng ta cũng bảo là cụ đấy vẫn còn đang sống, đúng không? Nhưng mà cái sự sống đấy thì chỉ là nằm trên giường bệnh thôi. Hay các em thiếu nhi cũng vậy, nằm đấy đó, yếu ớt lắm, cũng sống đấy, nhưng mà nó ở cái cấp độ thấp thôi. Rồi lớn thêm chút nữa, 3 tuổi, 4 tuổi bắt đầu biết chạy rồi. Chúng ta thấy không? Rõ ràng có sự sống, mà nó mạnh mẽ hơn chút. Rồi được ăn, rồi uống, được đi chơi, rồi chạy, nhảy. Sự sống nó cao hơn một tí rồi đấy. Rồi lớn hơn nữa thì đi đâu? Đi học. Đi học vào trường,
được mở mang kiến thức, đầu óc chúng ta mở ra, thì chúng ta thấy rõ ràng cái người sự sống của người đó nó phát triển rồi đó. Không phải chỉ là có cái bụng, không phải chỉ là cái xác, không phải chỉ là chạy, mà có cái đầu sinh hoạt. Rồi sự sống của một cái em học cấp 1 với chúng con đang học cấp 2 này, nó khác nhau rồi đó. Bởi vì chúng ta được học hỏi nhiều hơn, tinh thần chúng ta được mở ra nhiều hơn, đúng không? Đó. Rồi những ai mà đi học đại học hay là những người tài giỏi nữa, các bác học đó, thì chúng ta thấy cái sự sống của họ nó cao lắm, tốt lắm. Rồi cũng không phải chỉ có vậy, anh chị em thấy không? Rồi lớn lên anh chị em lập gia đình đó. Rồi chúng ta có sinh con cái, rồi anh chị em đi chợ, tham gia vào đời sống ở ngoài xã hội nhé. Đó, đó là chúng ta cũng đang sống. Cho nên tôi gợi lên như vậy để thấy rằng mình gọi là sống, nhưng mà nó có nhiều cái cấp độ lắm. Thì trong đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng thế, nó cũng có nhiều cấp độ. Ngày chúng ta được sinh ra, rồi chúng ta được rửa tội, khi đó thì chúng con đã có sự sống của Chúa chưa? Có chưa? Chúng con được rửa tội nhân danh ai? Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó, chúng con có sự sống của Chúa Ba Ngôi rồi. Nhưng mà cái sự sống đấy á, của những người mới được rửa tội á, thì nó còn yếu lắm. Gọi là sống mà yếu lắm. Rồi từ từ chúng con lớn lên, hôm nay này, chúng con nhận được Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần ban thêm sự sống cho chúng con. Cho nên á, bí tích này gọi là bí tích gì? Thêm sức. Tức là chúng con có sức rồi, chúng con có sự sống của Chúa rồi, hôm nay thêm để làm cho chúng con vững mạnh hơn trong đời sống thiêng liêng. Rồi chúng ta còn học hỏi giáo lý đó, cái đầu chúng ta mở mang ra, cái kiến thức của chúng ta về Chúa, mình hiểu Chúa hơn, cái sự sống nó tròn đầy hơn, nó phong phú hơn. Rồi anh chị em được rước mình Thánh Chúa nhé, đấy, được sự sống của Chúa dồi dào hơn. Rồi anh chị em tham gia vào đời sống của xã hội đã vậy, rồi đời sống của giáo hội nữa. Rồi ví dụ như hôm nay đó, các em đọc sách thánh này, rồi ca đoàn, cái thiếu nhi kìa, đấy là tham gia, mình có cái sự sống trong cộng đoàn đó. Rồi hay là các vị ở trong hội đồng mục vụ đó, tham gia vào đời sống của xã hội, của giáo hội, chúng ta phục vụ, có sự sống. Còn bây giờ mình là người Kitô hữu mà mình cứ hờ hững với đời sống cộng đoàn, chỉ biết là sáng Chủ nhật tôi đi lễ rồi về nhà tôi cất áo đi, rồi tôi mong sao mai mốt được lên thiên đàng thôi, vậy thôi. Thì cũng có sự sống mà yếu lắm, cái sự sống nó nhạt lắm, đúng không? Đó. Vậy thì anh chị em, chính vì thế mà hôm nay các em đây lãnh nhận Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần thêm sự sống dồi dào cho chúng con. Cũng như anh chị em đây đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần rồi, phải làm sao để cho ơn huệ Chúa Thánh Thần phát huy trong chúng ta, và chúng ta sống mạnh mẽ hơn, sống dồi dào hơn, chứ đừng có ù lì. Thì cái sự sống nó có đấy, Chúa vẫn sống trong chúng ta, mà nó yếu lắm, nó ủ rũ lắm, nó ẻo uột, nó giống cái cây sắp chết rồi đấy. Không, chúng ta phải mạnh mẽ lên, có sự sống của Chúa Thánh Thần, mạnh mẽ lên. Nhưng mà cái câu hỏi cha hỏi chúng con lúc nãy đó, Chúa Thánh Thần ngự đến trong chúng ta để làm gì cho chúng ta? Đấy, dựa vào hai bài đọc lời Chúa hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai cái điều này. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta làm hai cái điều này. Thứ nhất là trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói với chúng ta đó là sống theo Chúa Thánh Thần. Mà sống theo Chúa Thánh Thần là gì? Ngài kể ra nhiều lắm. Thế mà sống theo Chúa Thánh Thần thì biết thương nhau thôi. Ai yêu thương người khác tức là đang sống theo Thánh Thần đấy. Rồi Ngài bảo ai sống trong niềm vui tâm hồn, hay là ai sống trong bình an, ai biết nhẫn nại với người ta này, nhân từ này, hiền lành này, khoan dung này, dịu hiền này, trung trực này, sống đức hạnh này, sống tiết độ này, sống trinh khiết, thì đó là người đó đang sống theo Chúa Thánh Thần. Và ngược lại, nếu mà chúng ta không biết yêu thương, chúng ta không biết nhân từ, chúng ta dữ tợn với nhau, chúng ta ác nhân ác đức, rồi chúng ta hay gây gỗ, rồi chúng ta gian dối, chúng ta sống thoải mái buông thả, thì đấy là chúng ta đang sống theo cái gì? Xác thịt.
Đó. Cho nên Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta sống theo Chúa Thánh Thần. Đó. Cha nói cách rất cụ thể nhé. Ngày hôm nay này, chúng con đã nhận, sẽ nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Thì từ ngày hôm nay chúng con sẽ làm gì nào? Đó. Chúng con sống, ví dụ nhé, sống tiết độ hơn. Tiết độ hơn là gì? Ngủ nghỉ vừa phải thôi, chơi vừa phải thôi, nhất là mấy tháng hè này này, đi chơi thoải mái, chơi vừa phải thôi, để dành thời gian mà đi lễ, mà học giáo lý. Trong năm thì chúng con bảo con bận học, đi học, còn bây giờ là nghỉ hè rồi, đó, đúng ham chơi quá. Một cái người có Chúa Thánh Thần rồi thì chơi vừa phải thôi, biết dành thời giờ để đi học giáo lý, để đi lễ, đó. Rồi sống trinh khiết. Tuổi chúng con phải cẩn thận giữ tấm lòng trong trắng. Đó, đó là cái người sống theo Chúa Thánh Thần. Quý ông bà anh chị em người lớn cũng vậy đó. Mình phải biết làm chủ con người của mình với sức mạnh của Thánh Thần. Thì đó là chúng ta đang có đời sống theo thần khí, chứ không có sống theo xác thịt. Rồi trong bài đọc phúc âm thì Chúa còn nói rõ chúng ta nữa. Ai có Chúa Thánh Thần thì người đó sẽ biết thương xót người khác. À, Chúa Giêsu khi về Nazareth, Ngài vào trong hội đường đó, Ngài đọc cái câu của Isaiah: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, người sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, rồi chữa lành những con người bị đau thương, loan báo sự giải thoát cho những kẻ bị giam cầm. Đấy, một cái người có Chúa Thánh Thần thì biết quan tâm tới người khác, biết chăm sóc người khác, nhất là những người bé mọn, những người nghèo khổ. Đó, một người có Chúa Thánh Thần là như thế. Thưa anh chị em, những điều này anh chị em nghe hoài, biết cả rồi. Hôm nay tôi xin kể cho anh chị em một cái gương, tấm gương cho tất cả chúng ta, một tấm gương để cho chúng con noi theo. Cách đây 2 tuần, vào ngày 23 tháng 5, ngày 23 tháng 5, thì Tòa Thánh đã loan báo là Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận một cái phép lạ thứ hai của Thánh Carlo Acutis. Chúng con có nghe bây giờ chưa? Nghe rồi nhưng không để ý, nó quên rồi. Thánh Carlo Acutis, một vị thánh người Ý, sinh ở London, nước Anh, nhưng mà sống lớn lên ở đấy. Ngài đã mới làm cái phép lạ thứ hai này, tức là đã được Ngài sinh ra vào năm 1991. Tuổi của anh chị em đây, sinh năm 91, có 15 tuổi chết, bị bệnh bạch cầu, tức là ung thư máu. Cho nên 2006 thì chết, 15 tuổi nhé, bằng tuổi chúng con nhé, lớn hơn chút thôi. Đó. Có một sống có 15 năm thôi. Vậy mà từ năm 2006 cho tới năm 2020, bao nhiêu năm? 14 năm. Chết xong được có 14 năm thôi, thì đã có một cái phép lạ do lời cầu bầu của Ngài. Ngài đã cầu nguyện với Chúa. Cho nên vào tháng 10, mùng 10 tháng 10 năm 2020, thì Đức Thánh Cha Francisco đã tôn phong Ngài là chân phước, hay là gọi nôm na dễ hiểu là á thánh. Bởi vì để phong thánh thì đòi khó lắm. Đấy, cho nên có một phép lạ rồi được phong á thánh. Năm 2020 cho tới năm nay 2024 là mấy năm? 4 năm. Năm ngoái là 3 năm. Năm ngoái đã có phép lạ thứ hai. Phép lạ thứ hai rồi. Phép lạ này là gì? Tức là có một cái cô sinh viên, cô ấy đi đang đi học về thời trang ở bên Ý đó, đi xe đạp thôi ở ngoài đường, nhưng mà chẳng may bị tai nạn. Tai nạn tưởng là chết, bị não là kể như là bất toại. Bác sĩ nói là không thể sống được và không thể chữa được. Thì bà mẹ buồn lắm, cho nên bà mẹ cũng phải cầu nguyện thôi. Nhưng mà bà mẹ này là sùng kính ông Thánh Carlo Acutis, không phải là ông thánh mà bé thánh, 15 tuổi mà. Đó. Cho nên mới từ miền Bắc
nước Ý đó, đi xuống miền Nam đến đền thờ Assisi, ở đó là có cái mộ của Thánh Carlo Acutis đang chôn cất ở đó. Bà và bà viết một thư, bà để trên mộ của Thánh Carlo Acutis xin cho con mình được khỏi bệnh. Xong rồi bà về, thì trên đường về thì cô Valeria, con gái của bà 23 tuổi, đã bắt đầu tỉnh lại. Rồi 10 ngày sau được phục hồi hoàn toàn, đứng dậy đi về và tiếp tục sinh hoạt như là không có bệnh gì hết. Và các bác sĩ tuyên bố rằng điều này không thể giải thích được. Cho nên sau những cái cuộc điều tra rất là nghiêm túc, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố công nhận đây là phép lạ thứ hai. Và như vậy thì chắc chắn là Thánh Carlo Acutis đã được phong làm hiển thánh trong thời gian sắp tới đây. Đây là một vị thánh trẻ, 15 tuổi. 7 tuổi cũng được rước lễ như chúng con. 12 tuổi được thêm sức. Nhưng mà vị thánh này đặc biệt lắm. Khi nói tới thánh thì mình đừng có tưởng tượng là ông ấy là một lần ông ấy lù khù, ông ấy suốt ngày trong nhà thờ không chỉ biết đọc kinh không biết làm gì. Hoàn toàn trái ngược. Carlo Acutis con trai trên mê đá bánh lắm, mê đá bánh, rồi mê game nữa, rất là mê game, đã vào game là cao thủ trong cái hàng game đó, nhớ mê Pokemon với cái gì đó cha chẳng có biết nữa, mà thắng trong máy tính nhiều lắm, rất là mê vi tính, giỏi vi tính, đó. Nhưng mà rất là yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, ham đá bánh nhé. Nhưng mà rất là yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, siêng năng đi lễ hàng ngày. Mà bên Ý trời nó lạnh nhé, mà đi lễ hàng ngày đó. Rồi không phải chỉ là đi lễ mà thôi, nhưng mà giỏi phi tính. Mà vì có ơn Chúa Thánh Thần ban cho Ngài được cái ơn tiết độ, cho nên quyết tâm là mỗi một tuần chỉ chơi game có 2 tiếng thôi, chơi game 2 tiếng thôi. Còn những ngày khác, giờ khác thì làm sao? Thì đã vào trên vi tính đó, Ngài là dân IT đó, dân giỏi về mạng lắm, là viết lập trình trên máy vi tính đó. Cho nên là Ngài đã thiết lập ra một cái trang mạng giới thiệu những cái nơi mà có phép lạ thánh thể, rất nhiều nơi giới thiệu trên mạng và mời gọi người ta đến những chỗ đấy để mà đi chầu thánh thể. Rồi thường xuyên đi lễ, vậy thì rủ các bạn của mình đi lễ. Biết chơi đá banh nhé, biết chơi game nhé, nhưng đồng thời yêu mến thánh lễ. Rồi đặc biệt nữa là gì? Đấy, cha vừa nói là Ngài được ơn tiết độ, chơi vừa phải, dành thời gian để cầu nguyện. Rồi Ngài được cái ơn này nữa, cái ơn trong bài phúc âm đó, là biết quan tâm tới những người nghèo. Còn bé thôi nhé, thiếu nhi thôi nhé, khi chúng ta nói là tới làm việc để bác ái, thì anh chị em bảo con làm sao chăm sóc người nghèo, con làm sao? Rồi nhất các em thiếu nhi bảo lời Chúa nói vậy mà cha giảng vậy, chúng con biết làm sao? Thưa anh chị em, chúng ta hiểu lầm. Làm được, Thánh Carlo Acutis làm cái gì? Bên Tây là phải đi giày, nhưng mà mỗi một lần đi giày đó, Ngài mua đôi giày rẻ tiền thôi, để dành tiền đấy để làm việc khác. Rồi những cái tiền mà bố mẹ cho hay là những người này người cho, Ngài để dành đó tiết kiệm để làm gì? Có nhiều người sống vô gia cư lắm, sống như chúng ta vẫn thấy thỉnh thoảng, có người sống ngoài lề đường kia kìa. Thì Carlo Acutis để dành tiền làm gì? Mua cho họ những cái túi ngủ giống như cái bạt, cái lều vậy đó, để đêm đến họ không có nhà thì họ ngủ trong túi lều đấy, lều đó. Rồi nó thường xuyên đi đến phục vụ trong các cái gọi là những cái quán cơm cho những người nghèo của mẹ Teresa Calcutta đó, phục vụ ở đó, có tiền đồng nào thì giúp đỡ người đó. Rồi thì chơi hội chợ hay là tổ chức hội chợ đó, để dành tiền đó để lo cho người nghèo. 15 tuổi thôi thưa anh chị em mà làm được như vậy. Rồi khi mà nghe các sơ nói về truyền giáo ở Ấn Độ đó, thì chính Ngài đã cầu nguyện cho những nhà truyền giáo, rồi cũng tiết kiệm giúp đỡ cho những nhà truyền giáo từ bên Ý nhé, giúp cho bên Ấn Độ nhé. Thưa anh chị em đấy,
có cái tấm lòng, có Chúa Thánh Thần thì làm được. Chết 15 tuổi mà làm được những việc đó. Chúng ta lớn rồi, tôi cũng ngoài 70 già rồi mà có khi chưa làm được những cái điều mà Ngài làm được. Đấy, bởi chúng ta thiếu tấm lòng. Rồi, thưa anh chị em, điều này nữa, nhờ cái đời sống đạo đức như thế nhé, xương đăng đi lễ, rồi những điều tôi vừa nói đó, rồi nhất là vì tấm lòng đối với người nghèo nhé, cho nên Ngài cảm hóa cả mẹ của Ngài. Mẹ của Ngài thú nhận là tôi trong đời tôi chỉ rước lễ có 3 lần thôi. Ngày xưng tội lần đầu, ngày thêm sức, ngày cưới chồng, lấy chồng, 3 ngày sống khô khan. Mà khi thấy con của mình sống đạo đức như thế, sống bác ái và vui vẻ như thế, thì chính bà mẹ được ơn hoán cải. Bà mẹ bắt đầu từ ngày hôm ấy, từ khi mà thấy con của mình đạo đức mà bác ái như vậy, mẹ ăn năn hối cải, mẹ xương năng đi lễ hơn. Và thưa anh chị em, một cái điều hết sức cảm động là năm 2020, trong cái ngày mà phong chân phước cho Thánh Carlo Acutis 15 tuổi đó đó, thì mẹ còn trẻ mà, cho nên mẹ cũng hiện diện ở đó. Và trong cái phần dâng lễ vật thì mẹ cầm cái hài cốt con của mình để mà làm của lễ dâng trên bàn thờ. Các anh chị em thấy không? Đâu có bà mẹ nào mà được như vậy đâu. Đấy. Chúng ta đọc lại cái gương của các thánh để thấy rằng tất cả những ai có ơn Chúa Thánh Thần mà chúng ta biết cộng tác với Ngài thì chúng ta sẽ sống tốt, sống thánh thiện này, yêu mến lời Chúa, yêu mến bí tích thánh thể, yêu mến thánh lễ, rồi chúng ta sống quảng đại với hết mọi người, chăm sóc nhau, những người nghèo khổ, những người ốm đau bệnh tật, những người bị bỏ rơi nó nhiều lắm ở trong xã hội của chúng ta quan tâm tới những người đấy, và như vậy chứng tỏ là chúng ta có sức sống của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ngự đến trong lòng chúng ta để chúng ta sống. Cho nên nhé, đấy, hôm nay chúng con lãnh nhận bí tích thêm sức rồi nhé. Rồi chúng con nghe gương của Thánh Carlo Acutis. Đọc xuống nào. Carlo Acutis. Acutis nhé, chúng gọi Acuti. Carlo Acutis. Đó, 15 tuổi làm thánh nhé. Đấy, mà làm những việc như chúng con thôi nhé, không có khó khăn gì hết đó, làm được. Thiếu nhi Phú Hạnh làm được không? Được nhé. Đó, thiếu nhi Phú Hạnh phải kiếm được vài thánh chứ. Không được phong thánh ít đâu, chúng phải sống thánh theo gương của Ngài. Chúng ta tha thiết cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần hôm nay ngự đến trên các em và đồng thời ngự đến trên tất cả cộng đoàn chúng ta, để chúng ta biết sống theo lời Chúa dạy, để chúng ta tràn đầy sự sống cho chúng ta. Chúng ta xây dựng hội thánh, chúng ta phục vụ anh chị em của mình. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến trên tất cả cộng đoàn chúng ta. Amen.